Sorry nãy quên quay khu đó. Đấm xong xin lỗi. Chú mày cỡ hơn bị knock out mông nữa nha. Ô, cú quét trộn. Ông không mà mang thêm cái găng nữa chắc khổ báo nữa. Đồ cú chặt đẹp ha. Đánh gì thôi chứ gặp mấy thằng chuyên nghiệp là chết hết rồi. Mấy thằng rồ rồ xíu. Đá không dám đá luôn á thiệt á. Đá sợ chúng hạ bộ không à. Không biết né mà, cái đá đi. Không biết né đâu. Nãy mới trúng ra. Nãy giảm lực là. Thôi kệ đi. Người nó dẻo mà. Mình đồng cu sắt. Thôi kệ thêm tí bữa. Anh nãy đang rất cọc. Mới 2 phút rưỡi à. Còn 8 phút nữa phải lo. Ờ thét đau đi. Thét đau rồi đứng. Thét đau rồi đứng. Ai bắt gì ông địa chiến. Cứ vật thôi. Vật xuống rồi. Vật đau rồi xuống đánh. Đánh vậy. Đánh vậy anh tí phô. Ừ. Cái người tăng thủ vật xuống nè. Vật quá. Biết cỡ. Tiếp đi. Mới 3 phút à. Vô đi, vô đi. Cứ đấm đá thoải mái. Được lợi, thét đau thôi. Cho thét đau đúng không? Ừ. Nhưng mà trong phạm vi an toàn nha ba. Đừng có cho ngoài đất. Chén. Thì nữa má không nghe á. Xong đời. 2 phút à. Mới 2 phút rưỡi à. Cái gì 2 phút rưỡi vậy anh? Đánh đi, được. Mệt quá. Đi. Nói gần dễ lo ra. 7 phút hả? À. 6 phút. Đánh cho cố vô mà. Số 2. Hết rồi.
Kệ. 6 phút đi. Đánh đi, sắp về với má rồi. Ba mươi giây nữa cố lên. 30 giây cuối à? Ừ. Quyết định nào? 30 giây cuối thách đao thôi. 20 giây nữa. Thách đao đi, thách đao đi, kìa bà nó. 15 giây. Nó là bị không dám thách đao. Đây. Trong luật judo cấm đánh quần thì ông cầm quần ông quật luôn. Không cắt cánh tay nè. 10 giây, 10 giây. Sorry. Anh vậy thôi. 3 giây. 2 1 Hết rồi bà. Thôi lên.